Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý khán giả một tác phẩm Đào Tiên Phong Thủy, được làm từ chất liệu đá Thạch Anh Khói, chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Đào tiên là một trong những cái linh vật nó tượng trưng cho sự tài lộc, hưng thịnh của gia chủ. Đặc biệt khi nó được tạc trên chất liệu đá Thạch Anh Khói là một trong những cái dòng đá có nguồn năng lượng rất là tốt. Thạch Anh có thể nói về đá trong phong thủy, nó là dòng đá đầu bảng về năng lượng, mang đến nhiều nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ. Mẫu này thì nó có chiều cao từ đỉnh này xuống dưới mặt đế này là 22 cm, và bề ngang điểm rộng nhất này là 14 cm. Tổng khối lượng của cả đá và đế nặng là 3,4 kg, và riêng đá không nó nặng là 3 kg. Được tạc chế tác từ đá Thạch Anh Khói, chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên, chất liệu đá tương đối là trong. Quý vị sẽ thấy được ở ngoài nó sẽ đẹp hơn trong video nhiều. Độ trong của đá quý vị sẽ thấy đấy, độ trong của đá đấy, rất tuyệt vời. Độ trong của đá quý vị sẽ nhìn thấy cái điểm di chuyển của cái tay tôi bên kia. Tổng khối lượng của đá nặng là 3,4 kg. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 1.700.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu, hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm được làm từ đá Thạch Anh Khói, chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào. Đá tự nhiên thì nó luôn có những cái đường vân đá quý vị nhé, những đường vân đá và đá nó sẽ không đồng đều như là dòng đá nhân tạo, nó chỗ đục chỗ trong, có những đường vân, đường thớ đá nó chạy. Tất cả quá trình tạc và đánh bóng này hoàn toàn là thủ công quý vị ạ. Độ bóng lên là độ bóng của chất liệu đá nhé, không phải là phun bóng hay xịt bóng gì cả, mà đây là độ bóng của đá. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên, phục vụ đến các quý khán giả. Giao dịch bên tôi, nếu khách hàng mà chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.